Xin chào khán giả của HTV, mình là người mẫu Trúng Huyền Thanh. Mình là Jay Quân. Đây là Tim Well, mình là đội trưởng của đội Saigon Heat. Tôi tên là Quang Vinh, tôi là nhân viên văn phòng. Mình tên là Nhàn, hiện tại thì mình đang là một huấn luyện viên thể hình. Tôi thì là Duy, năm nay tôi 66 tuổi, gần 10 năm tham gia. Từ khi nghỉ hưu bây giờ giữ thói quen rèn luyện thể chất là khoảng 10 năm rồi. Bình thường là tôi hay chạy bộ, tập gym, nhưng mà nếu mà về thể dục thể thao thì mình cũng tập bóng chuyền, quýnh tennis và cũng đạp xe, leo núi, chơi thể thao, bóng rổ các thứ, thì con sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều nhất các loại bộ môn có thể. Khác nhau về độ tuổi, công việc, sở thích hay thời gian luyện tập, nhưng gần 200 người tham dự thử thách vươn xa tầm với đều có cùng niềm đam mê với vận động thể thao và luôn mong muốn chinh phục giới hạn. Xuất phát điểm không giống nhau, mỗi người cũng sẽ có những lợi thế khác nhau trong thử thách chạy đà, bật nhảy, giành thẻ tập Iconic bằng vàng 24K trị giá 170 triệu đồng từ trung tâm California. Em thấy thử thách này rất là khó, đòi hỏi một cái gọi là một cái thể lực tốt, chiều cao sức bật với lại nó hơi trơn nữa. Mình nhảy thì mình cần phải có lấy đà, mình phải đo bước chân có đà để mình mặc xa hơn. Và có nhiều yếu tố cộng lại thể lực, mà cái tính tập trung là cũng là một cái yếu điểm quan trọng. Nhưng mà mình cũng đừng có nên áp lực tâm lý quá. Điều quan trọng trong tập luyện không phải là mạnh mẽ như thế nào, mà bạn kiên trì ra sao. Chúng tôi muốn tạo ra sân chơi này để truyền tải động lực tập luyện, không ngừng tìm kiếm thử thách, cố gắng chinh phục để hoàn thiện mình. Và luôn nhớ rằng là không có giới hạn hay điểm dừng. Nếu nỗ lực hơn, bạn sẽ có thể vươn xa hơn. Sau mỗi lần có thí sinh thực hiện thử thách thành công, cục thẻ sẽ lại được đẩy xa hơn. Cứ thế, để chiến thắng, bạn phải chinh phục khoảng cách không ai hoàn thành được. Và người ấy chính là Tim Well, cầu thủ bóng rổ hội tụ đủ yếu tố chiều cao, sức bật, thể lực và khả năng quan sát, phán đoán. Vô cùng hào hứng, là một cầu thủ bóng rổ, tôi phải bật nhảy rất nhiều, nên tôi có lợi thế lớn để chiến thắng. Nhưng điều tuyệt vời hơn là bầu không khí ở đây, mọi người đều yêu thích thể thao, vận động. Tôi hạnh phúc vì được ở đây để lan tỏa tinh thần tập luyện. Hy vọng mọi người sẽ chăm chỉ chơi thể thao nhiều hơn, và đặc biệt là một bóng rổ nhé. Niềm vui, sự hân hoan cùng trải nghiệm thử thách bản thân, mỗi người tham dự đều đã nhận được những phần thưởng của riêng mình thông qua sự kiện. Nhưng quan trọng hơn là phần thưởng mà họ đã tự dành cho mình sau quá trình bền bỉ, kiên trì tập luyện. Một sức khỏe dẻo dai, tinh thần hứng khởi, tích cực, luôn tự tin tỏa sáng với vẻ đẹp và sức hút riêng. Đó cũng chính là thông điệp mà California đã và đang mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Tinh thần thể thao và tinh thần tập thể. Tôi luôn tin rằng các sự kiện cộng đồng sẽ giúp chúng ta phát triển hơn. Và ở các sự kiện sắp tới, mọi thứ vẫn đang là bí mật. Tôi chỉ có thể nói rằng đó sẽ là sân chơi lớn hơn. Hôm nay là trận đầu tiên và sự kiện sẽ được mở rộng hơn nhiều ở Đà Nẵng và Hà Nội. Các thử thách tiếp theo của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội và 26 tháng 11 tại Đà Nẵng, trước khi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 12 tới. Cơ hội để thử thách bản thân và chinh phục những phần thưởng hấp dẫn vẫn đang rộng mở với tất cả những ai đam mê tập luyện.